Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Merida X-Fit, dòng xe đạp đua thương hiệu Merida rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Thương hiệu rất là tốt trong lĩnh vực xe đạp và sử dụng full một bộ group của Shimano Tiagra, khung nhôm càng carbon bánh 700C. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, sơn nguyên bản, khung nhôm thương hiệu Merida. Tông màu em về là tông màu đỏ. Rất là đẹp. Rồi X-Fit. Trang bị full một bộ group của Shimano Tiagra, từ cụm phanh 3 mảnh đến đùi, đến đè chuyển số, hai đè chuyển số và đùi đạp. Mà Tiagra do là đã qua quá trình sử dụng nên là vì mờ mất chữ ở đây. Đè chuyển số rồi hai bên tay lắc. Hai bên tay lắc là Tiagra. Càng carbon, càng carbon theo xe. Phanh trước cũng là Tiagra. Thì với cái mức giá đang bán tại hàng chỉ có là 10.800.000, thì đây là một chiếc xe mà cái option nó mắc cấu hình trong tầm giá này, full hết một combo Tiagra. Họ rất là ngon. Vành Shimano. Vành Shimano, Mayo Shimano. Thì như các bác chơi xe thì cũng đã biết là Shimano thì không bao giờ họ làm bi bạc đạn. Chỉ là bi côn, nhưng mà cái chất lượng côn của Shimano rất là tốt. Chất lượng thương hiệu của Nhật bao giờ nó cũng rất tốt. Về trục rỗng. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 thì phù hợp. Bị group kia ra với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.